Cái đường mà từ Vin 1 đến Vin 2 là đi gần hết rồi. Vin 1 là đi đường nào? À rồi, rồi. Biết được. À, được. Cái đường đấy như kiểu là cái đường dân sinh đúng không? Đi buổi tối sợ phết đấy, buổi tối mẹ vắng tanh luôn. Hai bên toàn cây. Không thì đi đường Văn Giang ấy, thì đường ấy nó có đèn đường sáng hơn. Chỉ có điều sao thôi. Sao thì đi sáng hơn ra từ đi 1 đâm lên đi 2. Tôi qua đi bằng tanh. Thế anh có gặp các chú cô đậu không? Không, chả gặp ai, biết thế qua uống mẹ rượu cho nó sướng. Ba sợ kiểu đi về có công an hay không muốn. Qua đi mỗi mình một chi đỡ ốm. Mẹ ơi ông Thịnh với ông kia là kiểu nó xin đi này. Mấy ông có nhu cầu ra thế giới rồi mà gì vậy? Ở đâu chẳng thế?
Cho nó thực tế. Bây giờ mỗi thằng cắt, mỗi thằng một tuần cắt 2 bit thì mới đủ. Từ trưa lúc bắt đầu 12 giờ,
đi ra để ngày mai nhớ đâu có gì. Một cái cắt.
Thank you.
tất cả rồi đấy. Ấn vào cái lúc nãy chị ấn đi. Anh nhập thêm lấy giờ xóa cho em xanh là tiếp vào tiếp chuột phải vào anh đi sao không bắn được thì anh đẹp Thank you.
rồi sao? Mỡ chỉ bằng tiền cái máy ảnh. Ha ha ha!
Anh sĩ 15 kênh nhỉ? 15 kênh nhỉ? 17 à? Mấy kênh 5 phút đấy. 3 kênh 2 kênh 5 phút. Hả? Về gây đi, gây đi. Còn đống này nữa, đăng nốt đi cho nó ấy. Tiện đăng, đăng thế. Suy đi tính lại thì cái máy ảnh vẫn không hợp lý bằng cái kia nhỉ. Yeah. Cái ghim âm, cái mấy cái máy quay bình thường luôn. Bọn nó nhiều team lớn rồi, chúng nó chỉ dùng điện thoại thôi. Mấy GoPro. Mình xem nào đổ với mẹ.
một vài tháng nữa thì chưa biết được. Chưa biết ai là chó ai là ruồi. Hoặc có thể lúc ấy xuống làm con bét. Thank you.